còn có hai đứa con nha. Có thể bạn không biết, hậu kết thúc nhiệm kỳ, Thùy Tiên ở lại Bali đi hành nghề coi bói, tiên tai, tình duyên, phán đoán như thần. Bây giờ đi em coi cho anh Huy nha. Dạ anh. Thầy coi có đúng không nào. Là bây giờ anh làm cái đường chỉ tay vậy anh có thấy không ngoại. Cái cuộc đời của anh là không phải vất vả đâu. Không có sướng lắm. Mấy cái nào cái nào. Hôn nhân. Lúc này em thấy hôn nhân của anh là anh có hai đứa con nha. Wow. Bảy ơi. Quang, em bị lộn, em bị mất lộn. Không, là không có ai nói. Đúng. Hết rồi. Là nè, to nè. Quá. Wow. Sao quá vậy? Kiếm được rất là nhiều tiền. Xem cái lời kia lúc này, xem một chút tiền lúc này. Ai cũng rớt tiền á. Giữ được tiền rớt tiền Nom Thủy Tiên cũng ra dáng thầy bói đấy chứ, biểu cảm hợp thế kia cơ mà.